chào. Tay nè, các bạn mọi người. Có người con không phải nha. Có thấy hả? Có. Đây nó có này chị, làm như suối bị cây trên đây. Băng trên đây nè. Không, em nói đúng không chị? Uống này chút cho chị. Không, không. Chị ơi, mời chị vô đây chị. Bây giờ nè, nãy con nói con vậy nè, cái này là cái điều cô nói chứ không phải là tụi con nói. Nếu bây giờ là vô đây, để nó. Giờ tới công chuyện của ông nè. Bây giờ là trước tiên là em nhờ chị, dạ, rồi con vô đây, dở con tan vô đây. Đồng góp ở đâu? À, đồng góp là Tân Lập. Tân Hòa Đông ở đâu? Phong Nguyễn xin kính chào quý bà cô bác chị kính mến. Hiện tại thì bữa nay Phong Nguyễn thì cùng với anh Tâm, chị Ngọc, với chị Hương Phùng, với cô Hai nữa, với chị Thật không bà cô bác, tới thăm một cái hoàn cảnh là một cái cụ bà bị đứa con ngược đãi không bà cô bác. Thì cái câu chuyện như thế nào để chúc Phong Nguyễn sẽ vô chia sẻ hình ảnh cho bà cô bác xem nha. Đoạn đường đi vô giữa trời đang rất là nắng gắt không bà cô bác. Câu chuyện cũng rất là bức xúc, bà con ở đây cũng rất bức xúc không bà cô bác ơi, với một cái người bà lớn tuổi rồi mà trong hốc ở đây là kêu bằng Tiền Giang không bà cô bác. Trước nhất Phong Nguyễn cũng gửi một cái lời chúc sức khỏe đến tất cả quý ông bà cô bác mạnh thường quân, quý khán giả đang xem nha. Rồi chiếc xe này chạy dữ luôn. Một cái đường chút xíu à. Quá dữ luôn. Lái dữ lắm mới chạy được luôn đấy. Ủa? Ở đây bộ chắc cú quá cô Hai. Thì hai dòng biết đi xe thì không? Dạ, con phải chia rồi. Dạ. Đây có người chú này dẫn đường vô nè ông bà cô bác. Chở vô. Này cái đường đi vô nhỏ xíu thôi cô Hai ha. À, cái dừa ở dưới quê mình trái quá trời. Đây chị Hương Phùng với chị Hai cũng mới vừa vô trước rồi ông bà cô bác. Chào khán giả luôn chị. Chào ông bà cô bác. Dạ. Đi xuống đây chị thấy khung cảnh như thế nào chị? À, xin phép chị ha. Nắng. Nãy đường đi vô nhỏ mà với cây cối khô cằn quá. Cảnh đồng quê là vậy thôi. Cuộc sống ở đây cũng khó khăn. Từ khổ này ra đâu phải là sung sướng gì đâu. Dạ. Yeah. Thầy má kêu mình đi thẳng vô bên trong để trò chuyện luôn á. Thôi đi luôn chị. Nhà đâu? Nhà đây nè. Dạ. Thầy xích này nóng. Bà lâu ạ? Bà Hai về ngày mai bà xỉu hơn tôi nữa, đừng có lo. Chó quen. Đừng nha. Cắn phong đừng cắn tao. Kỳ chứ chết em vậy. Được rồi. Đi nãy lớn. Ồ, nhà không thấy ai chị? Người mới đây bên trong đó. Ủa sao kỳ ta? Đúng nhà này không? Dạ, bà kìa. Để bà kìa, mình tiếp cận vô bên trong luôn chị. Phóng vô, nhào vô. Trời ơi, chết cha phải che lại. Bà lồi quần áo bà dắt dưới, quần lồi vú rồi. Cái vú của bà bị lồi ra. Cái con mặc áo cho bà. Tại em nó quay phim nó không được dày, con để con che lại một chút. Này chị Hương Phùng cũng bận áo cho bà không bận quá. Cái tay của bà đã bị gãy. Dạ, con vậy đi. Con xin phép chào bà ha. Dạ, con là Phong Nguyễn cùng với chị Hương Phùng, với anh Tâm, chị Ngọc, với cô Hai, với chị Thật ghé thăm bà đó. Để cho bà lên ngồi ghi đó đi.
Đó cho bà lên. Dạ cái dáng này cũng hơi cao. Chị đỡ bà lên những cái gọn băng à. Hãy ngồi chờ chị với bà luôn đi chị. Ngồi đó đi chị, ngồi đi. Kìa, cái công việc của bà à chị. Để mình xuống tham quan đi và mình lên chị. À, bà đang mấy cái nón lá, cái nón làm. Bà đang mấy cái nón này để kinh doanh nè. Sạch sẽ quá trời. À, gọn gàng ấy. Giường bà ngủ. À. Khui khai một đứa đá một chút. À. Chắc là bà. Đây bà đang mấy cái nón này sạch sẽ, giường chiếu sạch. Đang mấy cái này, cái có mấy ngàn rồi chứ. Rồi, mình lên cho anh chị. Thầy không biết là có người con của bà ở nhà. Có hả? Có thấy hả? Có ngồi đây nè. Có hả? Bà làm gì ta mà sao vậy? Đi lên chị. Vẫn còn ngủ không? Trời ơi, cái cuộc đất này con chút xíu đây mà nãy nó qua chị lấy lợi. Dạ hả? À, con xin phép gắn cái mic cho bà, cho ông bà nghe được tiếng của bà nha. Bà, cái tay bà bị sao mà dữ vậy bà? Trong mặt té hồi trước á. Trong mặt té. Bà tên gì, bao nhiêu tuổi rồi? 82 à. Trời, bà 82 tuổi. Ừ. Con mắt của bà bị sao vậy bà? Mắt cồn, như mở hoa mở đó. Nè bà ơi, con nghe nói bà bị tụi con bạo hành con mà. Hả? Bà đại đi, lát đi, bà đi tướng, bà đại đi. Dạ. Nhưng mà đứa con mà nó bạo hành bà không? Quánh nó, con mẹ nó quánh không? Con quánh không? Con quánh bà không? Con quánh bà không? Không. Con nói thiệt đi. Nó thiệt nhưng mà nó chơi. Ừ, cái tay mà tôi có sao nó vậy, con không có đánh. Dạ. Tại sao bà? Con không đánh. Hả? Tay còn lặt lì ở đây nè mà sao? Bên đây không? Qua mảnh không? Cái tay mà còn lặt lì mà sao? Ôi cái đanh đây làm như nó bị sụm luôn rồi. Chết rồi. Không phải. Rồi. Thấy không? Bà. Cái tay này sao? Hình như con thấy bà cái tay này mà bị sẹo luôn rồi phải không? Cho con xem miếng nha. À, cái nẹp có nẹp lên á. Không phải, cái này không có nẹp chị. Làm như sụi bị rơi trên đây. Không biết giá nẹp không? Không được. Cho con xem tí coi chứ. Con sức khỏe là hiện nay sao nha nhân cô. Được không cô? Cho con xem tí nha. Con sức khỏe cô sao, có ổn chưa hay còn à, sụi rồi. Chết rồi. Đây, quá rồi. Còn không có thật té rồi, tụi con không có đi đâu rồi, con có đi sinh được. Đi sinh hả? Ừ. Hồi ở nhà có con, có thằng trai phải không? Ừ. Ở nhà anh trai nuôi đi chứ đi sinh chi? Nó nghèo quá không đủ nó ăn. Tụi đi sinh được, tụi mua thuốc, tụi uống mỗi ngày, tụi mỗi uống. Nghèo chứ cũng cho cơm bà ăn được mà, sao bà làm mà đi sinh chi vậy? Tụi đi sinh, tụi có thuốc, tụi uống. Người này cho thuốc, người kia cho thuốc. Tụi đi sinh. Trời ơi. Bên này của con, bên này con. Tôi khổ lắm. Trời ơi, giờ phải. Rồi sao không đi tới bác sĩ coi cái tay bà sao mà bó kiểu này sao được bà? Mình bó thuốc đại, ở nhà mình bó đại phải không? Không, đi thầy, bó. Nhưng mà bữa hổm con nghe cái cô nào nói là bà băng bột tới đây hả? Ừ. Rồi sao không đi bác sĩ mà ở nhà mình tự cứu ra? Băng tới đây nè. Thấy không? Em nói đúng không chị? Ừ. Là tên đây, lên tới đây nè, gãy xương này nè. Cái đây ừ, mở thấy cái xương dai mà khác liền thấy không? Xương dai mà xì mà không được bình thường như bên đây nè, thấy không? Thấy khác liền luôn. Bị miễn luôn đó. Nó sao á, thấy bị sao á. Cô, là sao mình không đi bệnh viện mà ở nhà mình tự làm vậy cô? Cô không sợ ha? Hả? Có đi bệnh viện rồi đúng. Nó để từ 6 tháng rồi mới mở bác. Nhặt ghế cho mấy chú ngồi. Thôi thôi chị không có lấy ghế đâu chị ơi. Chị lên chị ngồi với bà đi để cho tụi em hỏi thăm chút xíu. Dạ dạ ngồi sao bà? Ừ. Thôi không đâu đi. Vì sao lấy ghế đi? Dạ thôi được rồi chị. Tay. Dạ con chào cô ha. Ủa tình trạng bà bệnh tình như thế nào vậy cô?
bà vậy, bà cô bà mắt bà mấy năm nay là bị hư mà không có tiền đi mổ được con. Thế chứ bà ổng không cho con xin phép té hôm nay gãy tay. Dạ. Thấy là thấy cái tay bà mổ. Xin phép các bạn, xin phép cô ha. Dạ. Thưa cô bác nghe tiếng cô. Dạ. Thì cô nói cái tình trạng mà người mẹ bị giống như người con tác động là như thế nào? Không, vợ con không nuôi. Dạ. Rồi dâu bà đại ba lắm tuổi cháu. Nhưng mà có thì cô mới nói nha. Để thì có mới nói chứ em út tôi mà. Chứ trong gia đình khi cô nói vậy là có ảnh hưởng cái tình cảm gia đình mình không? Không có, thì nó nói giờ ai lo được cho bà lo. Là ngược đãi, là ngược đãi như thế nào? Cũng như không nuôi, rồi ăn uống nó không lo, không chăm sóc bà vậy đó. Bà phải đi xin ăn, ra chợ xin, tôi không cho. Mà mình cháu cũng nghèo rồi, không nuôi. Bà nói mày nuôi tao nổi hơn thôi, đi xin. Đi té gãy tay. Bà có tổng cộng bao nhiêu người con con? Có một đứa. Một người con thôi? Một đứa mà có miếng đất vậy đó. Một người con mà không nuôi nổi một người mẹ. Hộ nghèo tôi làm ở ấp này nay cũng lâu, sinh hộ nghèo này, mấy năm nay ta lấy lợi rồi. Mà cô bộ cái bà ở đây bà ăn nhiều lắm hay sao mà nuôi không nổi? Tại giờ nói vậy, già hay bệnh đau rồi nói vậy. Dạ, tại vì cô, tại vì bà ở đây chắc chắn là phải có trợ cấp cũng có nè, hàng tháng cũng có. Trợ cấp không có, tại vì bà chưa đúng tuổi, đang lẽ 82 tuổi, mà đồng dây mới 78 tuổi, thành là chưa được hưởng hộ già. À, ừ. Bà có bao hưởng bảo hiểm gì không cô? Không có, mấy năm nay được bảo hiểm, năm nay hết bảo hiểm, hết rồi, thoát nghèo hết bảo hiểm rồi. Phải đi mua cho bà bảo hiểm. Rồi hổm gãy tay này nè, tính đưa chợ rẫy mà không có tiền. Rồi phải chịu vậy. Là gãy tay nhưng mà vẫn để nguyên vậy? Bằng bột, cái hổm bà nhức qua cái tự bà tháo ra. Ai tháo cô? Bà tháo hả? Trời ơi. Vì sao nghe người nào cắt ra? Ở dưới xuống bác sĩ người ta nói người ta cắt bớt bên nè cho bà đỡ nhức. Còn bên nhà bà là hổm bà lột. Bữa tôi lên đây còn nguyên, bữa sau bà đi lột hả? Dạ dạ. Chịu không mất luôn đâu. Quá lớp mà nắng, lớp nào mang cái này nó nặng quá trời nặng. Phòng quá trọng mà nó không cho được cái... Phong hỏi cho để bà con, ông bà cô bác hiểu là tại sao cô này có con mà kêu gọi Phong đến đây giúp. Dạ. Đó. Tại vì hoàn cảnh có con là ví dụ như vậy thì cũng có chỗ che mưa che nắng rồi, cơm gạo. Có nhà hộ nghèo nay 8-9 năm mà nó không có tô ấy được cô bị. Nó đúng em, con bà cũng nghèo, có miếng đất nhà ở thôi, không có đất đai gì mà. Không nghèo nhưng mà ví dụ có cơm cho bà, không có cháo cho bà. Bà dài khó hay nói rồi, dâu nó ưa. Khổ vậy rồi, thằng trai nó mặn không có tiền, nó không có quyền. Khổ vậy đó. Bà tôi lên tôi la hoài. Tôi chửi chứ tôi cũng sợ mang tội nữa. Thấy vậy. Tụi nó mẹ cái ác hay sao con đá. Vậy là do một phần bà lớn tuổi mà cũng... Khó khăn, cũng hay lẳng nhẳng. Dạ ai cũng vậy. Ừ. Trời ơi, đi sinh hoài ngoài chợ tôi ra tôi gặp tôi. Tôi ra mà 50 rồi mua gì ăn. Mà đứng về đi về đi. Thôi mày la quá tao ăn gì nổi, để tao sinh. Thật rồi. Mày nuôi tao nổi hùng, bữa tao không đi sinh. Bà, vậy thì bà cho con hỏi một ngày bà ăn bao nhiêu. Mà la nuôi bà không nổi, ngày bà ăn bao nhiêu. Mấy chén cơm bà ăn được nhiều ít. Cô ăn được nhiều ít. Được. Cô ăn được mấy chén cơm? Có một chút vậy. Có một chút vậy sao nuôi không nói? Con mắt ba bị hư mà mấy hôm nay không có đi mổ nữa. Cô. Dạ. Cô dâu nó không có nuôi. Dạ. Còn trai nó không có tiền lấy nuôi. Dâu không có nuôi hả? Ừ. Không có nuôi. Một miếng bánh nó không có cho ăn. Dạ. Bánh mì không có cho ăn. Dạ. Đi chợ gì mẹ con ngồi ăn. Dạ. Chứ tôi không mời cô. Phải không? Hả? Mà lãng lỗ tai. Sao cô nói lại con nghe coi, con nghe không rõ. Cái nó một ở bánh mì nó cũng không cho. Miếng bánh cô không cho. Không, tôi thèm quá. Tôi ráng tôi lộ tôi đi. Ráng lộ đi, người này cho ba cái, người kia cho ba cái gì ăn. Cô. Bây giờ cô nói mô Phật. Nè, nghe cô nói. Dạ không, cô nói hết đi. Dạ, cô nói đi. Tôi nói mô Phật. Người này cho ba cái, người kia cho ba cái. Cho rồi tôi không tiền tôi trả. Tôi nói giờ tôi không tiền trả, không tôi cho bà đó. Cô, bây giờ con nói thiệt nè, cô có quên có nhớ không? Nhiều khi cô nói có nhầm không, để nhiều khi dông nghe là nó buồn á.
mình nhiều không khi có người không có nuôi, không có nuôi tôi. Có sao nói vậy? Có sao tôi nói vậy, tôi không có xem bớt gì hết, nó mất công ăn tội. Dạ. Rồi con trai cô có nói gì không? Không có khuyên nhủ con vợ hay gì không? Không. Coi như bất lực hả cô hả? Trai bất lực phải không? Không mặn, không mặn. Mà con mặn mà có thương cô không? Trai con cô có thương cô không? Trời ơi. Có an ủi cô không? Tôi khổ lắm. Trời ơi. Tôi nói chuyện với cô cũng khổ lắm. Thôi nín đi con. Dạ đó mà. Không ra thì có cô, không có gì hả? Ngủ ở phòng trong rồi nó không làm. Khổ lắm đó. Bóng đèn. Rồi cái cô này là con nghe nói là lên lên đây tắm rửa cho chị cô hả? Nhỏ em. Nhỏ em cô tắm rửa hả? Ờ. Sao cô không... em đứng nằm à. Dạ. Còn đứng nằm á. Cô lau nước mắt đi. Dạ, cô lau nước mắt mình con. Cái cô thứ năm kia lên tắm rửa cho cô hả? Là em của cô hả? Em nhỏ đó. Dạ, em chị này hả? Thôi nín nín đi. Đến đi cô, tụi con đến đây là cũng thương cô dữ lắm mà giờ con hỏi thiệt nè. Ví dụ giờ cô nói như vậy, rồi tụi con ghi hình rồi đưa lên rồi lỡ con của cô nghe được rồi. Có buồn phiền gì không? Có la cô không? Không. Không la hả? Không. Nó cũng cảm ơn cô dữ lắm, mấy cô, mấy chú. Chứ em đâu có nói gì hết á. Thôi con không cần cảm ơn, con cần là quan tâm tới cô thôi. Tại vì cô là cái người mẫu thân, coi như sanh thành. Rồi nuôi dưỡng cái anh đó lớn lên thì ít nhiều vì cái lòng hiếu thảo của anh đó là con muốn là biết ơn cô, cảm ơn cô. Chứ tụi con là người dân nước lạ. Tại vì nói đúng ra là chẳng hạn như chị Hương Phùng ở đây là cái coi như cái tấm lòng Bồ Tát của chị rất là rộng lớn. Nghe cô dạy thì chị cũng trưa nắng như vậy chị cũng lặn lội vô thăm coi cái hoàn cảnh cô sao để trao một xíu yêu thương để chung tay với coi như quý mạnh thường quân. Để giống như lo cái cuộc sống an sinh xã hội cho bà con láng giềng. Chứ quan trọng nhất á, là con trai của cô đó phải biết ơn cô. Chứ tụi con không, tụi con coi như là chờ trao chút xíu yêu thương thôi. Chứ không cần nhiều anh chị như là chị đây là cô không cần biết tới. Không cần nó đâu cô. Đúng rồi, yếu quá. Chút kêu bà chăm sóc nhờ mà chị ơi mời chị vô đây chị. Bây giờ nè, nãy giờ là coi như anh Tâm, chị Hương nè, rồi Thật nè, là quan sát cô nhiều dữ lắm. Nãy giờ vô ngồi mà cứ rung rung vậy hoài. Dạ là chị Hương cũng nói là coi như là cô chắc là cũng như là giống như suy nhược á. Rồi anh Tâm em cũng có suy nghĩ vậy. Rồi tụi em đây là cũng suy nghĩ như vậy. Thì một lát là chị Hương có trao cái tình yêu thương, là tụi em trao tình yêu thương đó. Thì mong chị là sẽ chở cô đi lên trên trạm xá liền để vô nước biển ha, gì bác sĩ khám là cho cô khỏe lại. Chứ nhiều khi con người mình thiếu chất là suy nhược cơ thể là cũng không có ổn được nữa. Nhưng cô nha chị. Nha cô chịu không cô? Đó. Nói gì vậy? Chúc đi khám bác sĩ nha. Nó bác sĩ vô nước biển rồi cho bà khỏe. Ừ. Ở đâu? Ở đâu? Ở bệnh viện trạm xá rồi á. Nó mình yếu là nó đi điền truyền đạm cho mình. Dạ. Nhưng mà em cũng thưa với chị Hương vậy nè. Chị thấy không? Bà con sống là nhờ cái tinh thần. Nếu mà nó nãy giờ nấu là coi như là chị trao yêu thương rồi, bà con cô bác cũng thương dữ lắm mà không cần biết ơn là bà giống như bà tư tỉnh lại hẳn không? Không có, không phải mà tủi thân, không phải mà rơi lệ giống như hồi nãy. À, chị thấy không? Bởi vậy cũng thưa với lại cái anh mà con của bà cô ở đây. Thì thôi bây giờ mình nghèo thì mình lo mẹ mình bằng cái khả năng của mình đi. Cho bà cái tinh thần để bà có cái sức sống. Chứ còn bây giờ nếu mà nghèo không có tiền mà để bồi bổ mà cái tinh thần không có nữa thì sợ bà là coi như bà suy nhược, coi như là tinh thần rồi về thể chất cũng vậy luôn. Thì bây giờ là em nói thiệt nha, là cái hoàn cảnh này là cũng điện dữ lắm mà tụi em không có xuống. Nhưng mà thấy bà khóc quá trời, bà nói là con bà với con dâu là coi như là không có thương, không có lo cho bà, bỏ bà luôn, bà đi ăn xin ngoài đường á. Một ngày có được 10 ngàn, 20 ngàn thì tụi em nghe cũng
rất là thương mới xuống đây. Thì con nói con vậy nè, cái này là cái điều cô nói chứ không phải là tụi con nói. À, nếu như là Phong Nguyễn lên deep mà quay lên, nếu mà con cô có cái gì mà không có coi như là không có đồng tình với lại cái lời nói, cái cảm xúc của cô á, thì cô với là cô này chịu trách nhiệm nha, chứ tụi con không có biết nha. Không có đâu. Dạ dạ, chứ để giúp được nó. Dạ. Tại vì bữa em có nói với chị Hương, em nói thật tình mà nói với nhà hảo tâm á, làm cái đồng tiền rất là cực. Chẳng hạn như chị Hương đây, chị biết không? Chị bên Mỹ chị mới về. Đó mà nắng nâu vậy đi thì cũng vì cái tình thương chứ gì là cái gì. Dạ, tại vì mình là người xa lạ nhưng mà cái tình người, cái tình thương chị muốn trao để chia sẻ một chút là khổ đau của bà con nghèo, nên chị mới đi lặn lội đi như vậy đó. Nên mà hết mấy cô cũng có tấm lòng giúp cho bà cô tôi, vậy cũng mang ơn dữ lắm. Trời ơi, bao nhiêu khi tới thăm không hà, nó có giúp gì không, có bao nhiêu khi dẫn thôi muốn về mới nấu cơm, mua cái thuốc ruột của chồng ăn chết cho khuất mắt mày đi. Nhiều khi tôi dẫn chỗ tôi cũng nói vậy. Dạ mà con thấy con thấy thôi bà, giờ bà giữ gìn sức khỏe đi, bà cũng đừng có suy nghĩ nhiều, bà cứ niệm Phật đi. Mình cứ bây giờ tới tám mấy tuổi rồi, mình đừng có làm việc hay là đừng có đi xin nữa, à ở nhà cố gắng niệm Phật đi. Con nghĩ thấy ở nhà này ảnh chỉ cũng thờ Phật rồi, cũng có mặc áo tràng, là con nghĩ là ảnh chỉ là người Phật tử cũng không có đến nỗi nào đâu. Dạ, cho nên nhiều khi mình, nhiều khi ảnh chỉ không có khả năng lo mà. Dạ, như cô nói là nếu mà ai giúp được là ảnh chỉ còn mừng. Ờ, mừng, thì mừng thì nó nói vậy là chứ nó không có nói gì. Dạ, theo như vậy là đúng như vậy, thì chắc là không có đến nỗi là mẹ cũng bị các hợp đồng công ty, con cũng bắt động gì là mướn ai mướn mà nó đương nón đương đồ sống rồi, làm sao lo cho bà. Thành ra chị không có tiền. Nhưng mà chị nói vậy em có đồng ý. Thì mình thì lo thêm khả năng mình nghèo chị bởi vậy chứ còn nó bỏ thì mà ăn bánh mì mà không mời mẹ là cái chuyện đó là dạ dạ thấy tôi chửi sợ mất đội. Dạ. Cô sao phải có bảo hiểm, không bảo hiểm là không có bảo hiểm. Bảo hiểm năm nay mua bị mấy năm nay là tôi xin được cái hộ nghèo, mà năm nay rút hộ nghèo rồi mới đéo hai hộ chưa mua rồi, mua rồi 900 mấy rồi. Vậy ai cho tiền mua? Trời ơi chị, bà đi xin mà mốt. Bữa ăn gì bà đã dành để cho dưỡng già. Trời nó mốt máy rồi. Bữa nay cô còn trong túi nhiêu tiền cho tụi con mượn đi được không? Hết tiền rồi. Yeah. Đi bó thuốc rồi, không có sao nó vậy. Yeah. Hết tiền luôn rồi. Đi bó thuốc. Này 50 ngàn đó. Này 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 không còn đồng xu nào hết. Là thầy, ông bà đó, ông bó thuốc. Dạ. Bắc á. Dạ, tại vì người ta không có từ thiện, người ta không có từ thiện này là dạ, mà giải tài. Dạ. Để giờ tới mấy ngày bó một lần. Mỗi ngày mà chở đi. Dạ. Ngày nào cũng chở đi hết trơn. Dạ. Có sao nó vậy? Thì coi như là tháng mình bó 1,5 triệu hả cô? 1,5 triệu mà bó nó hết thôi. Mà dạ. Cái cụ chó này không biết làm sao. Đừng ra đưa, ổng đưa cho rẫy mà. Phải đâu này, giờ phải ra mới bệnh viện. Không phải, bây giờ ra phải kiểm tra lại đi rồi mới về bó. Vậy nè, mở ra cái rồi tay chân sắp đi. Để nó nhiễm trùng xong rồi mà. Không đưa cho rẫy mà, nó nói không tìm đưa đi thì sao đi. Tôi không cần cho rẫy này ở. Thì thôi, bây giờ rồi đưa đi. Nhưng mà cô có bảo hiểm cũng đỡ nè, cô chị chở đi đi. Con chở đi tôi trời sao. Nói chung còn gia đình con cháu nữa. Trời ơi, khổ quá mà mới nhôm giùm đi bà ơi. Để tụi em từ xa tụi em xuống đây, chị ở đây chồng cái con cái thì vậy chị gọi tụi em để làm gì vậy? Dạ. Phải chung tay với tụi em. Giờ nãy chị nói là không có tiền, chứ. Có tiền. Dạ. Nói gì nói vậy chứ. Chú cô rồi thông cảm, nếu bà có tiền tôi cũng nghèo, dưỡng cháu có làm đâu được, bà có tiền thì tôi sẽ chở bà đi, không mới chở đi khám mắt rồi. Ta đưa qua bệnh viện mổ, bà tiểu đường cao không mổ. Đây để chở bà đi. Dạ. Tôi xin giấy chuyển viện cho bà luôn. Dạ. Thì đây đây em xin thưa với chị nè. Một cái câu nói chị Hương mà nói thiệt á, em nhớ đời luôn, cũng là cái gương cho tụi em là học hỏi. Chị nói nếu như chị giang tay được mà chị gánh hết cái những cái bà con nghèo thì chị sẽ gánh trong cái khả năng của chị. Còn chị đây là coi chở đi là trong khả năng của chị rồi, chị đang chở đi. Ừ. Hôm đó tôi cũng chở đi sao mắc đầu này kia đó, mà có hổm đi chợ đẩy nó nói giờ không có tiền đi mà thôi. Bác sĩ nói bả yếu lắm đi trảnh mổ không được, tụi nó hãi tao đi với mày. Tiểu đường tiểu đường nữa, hôm đó mổ đi mổ mắt không được á, tiểu đường. Dạ, không giờ chị ra ngoài bệnh viện này nó chụp thành rồi. Ờ chị ra bệnh viện này chở ra chụp lại, nó có cách nó xử lý. Chị Hương có gì muốn nói chuyện với bà không chị? Bà giờ là cái tinh thần của bà là quan trọng.
Cho nên bà đừng có nghĩ tới con cái nó không lo, mà tại vì mình hãy nghĩ là nó không có khả năng nó lo cho mình đi. Dạ, bà đừng có nghĩ nhiều nữa là nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, cái tinh thần là cái quan trọng nhất mẹ. À, giờ bà cứ nghĩ vậy, cái trong tâm bà nó cứ bực bội, con nào quá chắc nó không nuôi mình thôi. Dạ, ai cũng có một cái có hoàn cảnh. Dạ đúng rồi, và giờ nó còn phải lo cho con cái nó nữa. Mình giống ngày xưa mình cũng vậy, mình đâu có lo được cho cha mẹ mình gì đâu, mình chỉ lo cho con cái. Giờ nó lớn lên nó cũng vẫn lo cho con cái nó. Giờ bà cứ sống vui sống khỏe. Dạ, bà cứ niệm Phật thôi. Nhưng mà vậy em hỏi nè, không phải là em nhận lá trình sau, nhưng mà cốt lõi em muốn hỏi hết, hiểu hết cái hoàn cảnh của mình để có cái hướng giúp đỡ, hoặc là bà con nghe được á, thì bà con nói là cái hoàn cảnh đó là tôi giúp đỡ là coi như đúng, là không có sai. Như nãy cô nói á, là em của chị xuống tắm sao con dâu ở nhà không hỗ trợ mấy ngày cô mới tắm một lần, mới tắm sáng. Dạ, nhưng mà ý là mấy ngày rồi em cô mới xuống tắm cho một lần. Hai à? Năm sáu ngày nó mới lên. Nó cũng năm sáu ngày. Năm sáu ngày mới tắm một lần. Ở trên này quá thật thà. Dạ, vậy thì cũng mong chị con dâu út trong nhà này á, thì nói đúng ra mà cụ bây giờ yếu không làm gì ra tiền, nhưng mà chị ở đây là coi như cái nền nhà của bà cụ mà đó đỡ, phải không? Thì không có công lao cũng có công khổ. Cái này cái kia đó. Thì thôi mình cứ nghĩ tại sao mà chồng mình có được người chồng như vậy là chính mẹ mình nuôi nấng tạo ra. Thì bây giờ mình không có tiền, mình phải có cũng như là cái động viên thì chút xíu. Chị không tắm thôi cũng tắm được vậy. Thì nhưng mà ý mình nói đàn bà, ông gì không vô em tắm. Má ơi, má vô má tắm thì con hỗ trợ cho má, má cần con hỗ trợ gì hô thì bà cũng vui, thí dụ vậy. Có làm con người tiêu mà nó không cho tôi đi cầu, tôi ra ngoài kia cả. Sao kỳ vậy? Có không đó bà? Có, tôi nói đó. Tôi là người đã làm công tác địa phương này, tôi có sao nói vậy thôi, giờ nó giang nó thêm em tôi. Có đi cầu cày lá tôi nó bỏ té như chết luôn. Ủa, chị nói vậy cho em thưa thêm nè. Sao mà chị coi như là giống như là ở cái trong cái này là chị nói là chị làm công tác xã hội thì chị có quyền chị can thiệp nếu mà con cái nó bạc đãi nó ngoài không được, bây giờ khi tôi chửi tụi nó thì phải có cái biện pháp nào chứ. Tôi nói hả, tụi em tao chụp hình tao quay phim tao gửi rồi tôi quay bảo là gia đình công an bắt màu về. Đúng rồi, cái này là được đưa ra chính quyền địa phương mà. Được giờ đây đó. Em út mình đưa đó mình em chứ đâu có ai không có ai quyền có quyền bạc đãi bà già mà chính là cái người tạo ra mình sinh ra mình. Lên tôi cũng lời dữ lắm, được nói chứ tao nói về chuyện chị cứ trình bày với quyền địa phương ta sẽ nói ta giải quyết chứ. Tao làm kiểu đó rồi, nhà của tao lép không cho bà đi. Bà gì động nó tao mà khóc là đứng đầu. Không có được rồi. Chứ giờ cái vụ đó mình không can thiệp được rồi má. Không phải thì nhờ cái chị này nè, ý mình nói chứ. Tôi cũng nói vậy lắm. Dạ. Không được. Thôi nào nấu cơm nó mua bệnh chuột quậy cho ba nó chết chứ không mắc đi. Chứ mày làm khó trời đất. Tao nói hết rồi tao mang tội. Bà này yếu đi lạng quạng sụm té ngoài đường không ai đó. Bởi vì nhờ đâu đi đâu. Trời bữa nào nó còn lại có gì hết cho nó tôi khùng. Đứa nó câu nó không đẹp. Trời đất ơi. Có nhiêu con không? Con muốn đèn ở đâu hả? Bà đi mà té trong phòng rồi sao? Thôi bà ngủ đây hả? Thôi bây giờ vậy nè, chị ơi bà chị lên đây, Khánh Tâm vô đây đi Tâm. Ủa là mất? Khánh Tâm ơi! Vô đây, tới công chuyện ăn nữa rồi nè. Vô đây. Chị không, chị vô đây đi, em nhận. Bây giờ là vô đây. Nè. Giờ tới công chuyện của ông nè. Bây giờ là trước tiên là em nhờ chị. Dạ, rồi con vô đây. Dạ con đang vô đây. Thì nói đúng ra là vô đây đi con. Lấy mà đi. Để chị qua bán làm việc quá. Không phải, nhưng mà vô đây chị nhờ một xíu. Vô đây nhờ một xíu. À, bây giờ á, là theo như cái cô này cũng nói là trước tiên là cổ là con cháu trong gia đình, thứ hai nữa là chị cũng công tác xã hội ở đây. Thì nhờ chị á, là lợi sinh với thằng em trai này đi. Là coi là nó không làm, nếu mà chị kêu nó làm bóng đèn, hôm nay là tụi em trao tiền, chị sẽ mua bóng đèn về. Chị kêu nó gắn cho bả một bóng đèn ở trong phòng. Tháng vô tiền điện tao phụ cho. Rồi, đúng rồi, rồi á. Nếu nó không cho, nó không gắn á, thì chị sẽ nhờ Khánh Tâm xuống nó gắn cho bả cái bóng đèn. Còn có bóng đèn mà không cho xài nữa. Rồi, 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 r
không biết làm sao luôn. Sao cô? Tôi tắm nó không cho. Nó biểu tôi á, đóng tiền thì nó cho tắm. Mà không đóng tiền nước á, nó không đóng tiền nước nó mới cho. Trời ơi, tôi đâu có mà có tiền có. Tôi mà người có mà tiền. Dữ vậy chị? Bởi giờ má tâm lên đây thấy hoàn cảnh mới biết, nó chưa được nghe nói chứ đâu có biết đâu. Lên thấy hoàn cảnh mới biết. Giờ cái này là chị với chính quyền địa phương phải giờ ấy sao chứ. Trời ơi, dưới sao kỳ vậy trời. Không cho đi cậu xe bộ tới chết luôn. Dạ. Không có nhà đâu, nó nghe mình tới thì nó không chạy. Hiện giờ là chỉ có chính quyền địa phương là ấy thôi. Không, bây giờ chị em nói chuyện vậy nè, tại vì cái này là em cũng muốn làm lớn chuyện, tại cốt lõi là cái tình thương tụi em muốn trao cho bà thôi. Nhưng mà đến đây nghe chị nói tụi em rất là bức xúc. Nếu như chị nói chị công tác xã hội thì chị giải quyết vấn đề đó cho em thứ nhất. Thứ hai không được á thì chị sẽ điện thoại tụi em xuống sẽ nhờ cái cấp trên của chị giải quyết. Chứ không thể nào mà bà già 80 mà bị tàn tật vậy mà bạc đãi cái kiểu đó là không được. Không có trời nào mà dung được những đứa con như vậy hết trơn. Em dù, nói thì cũng hơi quá đáng. Nhưng nói mà kinh tế khó khăn không nuôi bà già thì còn chấp nhận được. Chứ còn mà ngược đãi vậy là không có được. Không? Đi cầu dù, không cho, đi tiểu không cho, tắm không cho. Mình không có của mình bỏ công ra mình săn sóc lo lắng cũng, dạ. cũng tốt. Mà giờ, ủa mà chị cho em hỏi nè, đất này đất của ai? Bà đi mượn ở đậu. Bà đi mượn mà tôi còn gái mà ra ba dưỡng mướn cái bà già chín mấy tuổi bà cứ muốn dưỡng cái bóp nhỉ. Bà đảm cảm như mình gốt của nhà tôi nó không hôm nay cho tôi sinh con. Vậy là bà có một người con đó thôi hả? Con làm nhất. Vậy là nữa là bà mất là ở nhà này chứ ở đâu nữa rồi. Ở đây, bà chết là trùng rồi. Tôi cũng làm lắm hỏi không được. Để mà hỏi lấy mần bên trên cấp trên xuống mà không lo nữa thì không coi được thôi, cho hỏi bà chịu đi không thì cho bà vô chỗ. Rồi đòi chở đi. Chỗ mấy nhà cho người ta lo thì bà còn tốt hơn. Nhà dưỡng lão gì lo. Ăn có uống cho nó. Bữa nào con em nó chở giờ trước mắt là đủ khổ nó hỏi nhà luôn. Trước mắt là vậy đó, tại nhà của bà mà. Rồi coi thái độ nó sao, thử coi như vậy, coi cái cảm giác coi như mình đối xử với bà già vậy đó sao. Giống như cho nó thử cái cảm giác. Giờ rút lại vậy đây, chị cứ về cái báo tình hình này với chính quyền địa phương đi. Nếu mà không được đó thì có gì tụi em sẽ đến địa phương ha. Chị biết sao, chị đừng có nhân nhượng. Tại vì cái này nó cũng hơi quá đáng. Là cái người tạo ra mình mà mấy người dân nước lã đối xử vậy thì không nói đi. Bà là gia đình này em mà em không vận động được. Đúng rồi. Ta nói đợi vậy đó. Đó. Không chị bản mình nhân đâu cũng được, mình nói không được, tới đây nói cũng nói chửi không chửi. Rồi cũng không được rồi làm sao? Bây giờ chị cứ báo lên chính quyền rồi. Không báo lên cấp trên chị đi. Rồi khi mà tụi em đăng clip này lên mà bà mà có bị ngược đãi hay gì nữa là tụi em sẽ tới chính quyền địa phương là làm việc tới luôn. Mà bây giờ nói thật với anh chị Út ở trong nhà này nè, coi như là mong chị coi được cái kênh của Phong Nguyễn. Tụi tôi lên cái clip này thì mong anh chị là thay đổi tấm tán đi. Chứ còn sống như vậy là không có trời nào dung được đó. Không nói thiệt. Sao thấy cũng đàn hoàng. Không có trời nào mà dung được. Nói chứ lâu lâu mới gặp. Thiệt, thấy này thấy vô. Bởi vì không biết ông em cũng có đi. Bị hoài nè. Mà em nói trời ơi, có con trai thì để còn nè. Dính thằng này là nó làm dân quân. Rồi xong nó nói thôi không có được đâu. Nói vô là thấy bà bằng thiên rồi vô trong thờ Phật thôi là có lòng lắm. Mà cha mẹ mình không lo thì làm sao thờ làm gì. Cha mẹ không thờ, thờ người chết, thờ những người khuất mặt thờ làm gì. Thờ gì mà Phật nào cũng không có dám chứng mình đâu. Luôn á. Tưởng đâu là ấy, nhưng mà tưởng đâu là không có tiền lo. Thì nói bà đừng có buồn. Rồi còn ấy, không có tiền mà còn ngược đãi mẹ như vậy nữa thì thôi luôn á. Hết nói luôn. Chị thấy thảm thương không chị? Chị đó, chị thấy không, chị về Việt Nam những cái cảnh ngộ mà khổ bất bình không chị? Nói thiệt luôn, ở bên Mỹ đâu có cảnh này hả chị ha? Vô nhà dưỡng lão hết trơn rồi đúng không? Không, đưa đi nhà thưa vô dưỡng lão bảo bây giờ tại bà không chịu, chị em đưa lên mấy chịu, bà chịu đưa mấy ngàn có người lo cho bà. Không có chịu đâu, đi đâu rồi về nhà, xuống đi nhà má tôi ở dưới nhà em chăm sóc cũng không chịu, tao về nhà tao hả? Cái mảnh đất hồi xưa giờ trẻ ta cực khổ, tại hôm nay người ta không có đi, không kiểu như là bà nghĩ là cái nhà này nhà của bà.
chứ không phải khi bà không có nhà thì bà phải đành chịu với số phận. Bởi vậy đó đi. Nên bởi nãy em mới kêu là thử thôi, giờ hai đứa bay ở đây vậy thôi, hai đứa bay nhà này nhà của tao, hai bay không ở đường, bay đi ra ngoài thử cái cảm giác hai cái người đó như thế nào. Thì hỏi coi kêu bà đuổi hai người kia coi bà có được đuổi không. Không nở đâu, không nở. Thì hỏi lại đúng không bà, thương lắm cô ơi, cho con hỏi nè, bây giờ á là con không thương cô như vậy, nhưng mà ví dụ nhà cô ở đi, cô kêu nếu mà không lo cho cô thì đi ra nhà trọ ở đi, cô đuổi đi không? Dám không chịu không nha, nó dám đuổi nó đi không? Thôi nó chửi tôi chết, nó chửi tôi chết, thôi thua luôn thôi, giờ thôi già 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 chịu thất thế rồi đúng không bà, giờ bà chịu thất thế rồi đúng không? Tôi sống này thì tỷ nó nào cho tôi miếng cơm, tôi sống còn không cho, tôi nằm ra ngoài hồi tôi cũng chết. Tôi cũng nói sao, nói vậy, nói thiệt với cô. Thôi bà đừng khóc. Thôi bà đừng khóc. Đừng có nghĩ nhiều, bây giờ nói như vậy rồi mình có nghĩ đúng không? Được cái gì vậy ha. Rồi cứ niệm Phật đi, đi theo Phật còn sướng hơn nữa. Thì mình lo cho nó mấy chục năm nay, nó đối xử mình vậy thôi, giờ mình bỏ đi. Giờ bà cứ niệm Phật rồi mai mốt mình đi theo Phật đi. Hồi bà có niệm Phật không? Bà có niệm Phật không bà? Có. Dạ. Con niệm Phật được mới xong được dạy, chứ không có niệm chắc. Đi chùa lắm mạnh. Đi chùa. Dạ. Nghe bà nói bạn trai nữa đúng không? Bà. Bà không điện là nghe nói bạn trai cũng như đó. Trai rồi bị té vậy yếu rồi cho ăn mặn lợn, dạ. Có sức. Thôi thì bà thôi đừng có đau lòng quá, tại vì vợ. Đi chùa rồi ra xin là cho ra, thấy là cho này kia. Rồi. Vậy thì giờ sao chị? Thôi thì em chuyện tính sau đi, giờ khi sau tiền cho bà tiếp. Để bà nhờ chị với em trai đi. Đi nhờ đưa cho bác sĩ làm sao. Rồi sao mà. Cô ơi, không nói gì tôi điện bác sĩ từ nó lên nó vô. Dạ đúng rồi. Cho nó còn cao. Cô, bây giờ là con xin phép vậy được không cô? Chị Hương. Em thương với chị vậy nè. Nếu mà con của cô như vậy thì bắn một lát á, chị em mình trao xíu tình thương rồi ngờ một là cái chị này hoặc hai là cái em trai đó là dân quân, hai người là coi như ai đó là giữ tiền giùm cho cô, ví dụ cô chi gì hoặc là tháng cô xài nhiều cô đừng có đi xin nữa nghe. Bây có giờ dạ có chị Hương Phùng rồi có tụi con nè đi xuống là trao cho cô ít chút xíu tình thương thì cô đừng có đi xin nữa nghe cô. Thế tay là sao không xin? Dạ thì con không sợ vậy đó. Ở đây là té. Con sợ bà đi xin tay. Giờ vậy hai cái giờ. Ba chiều cô đi khám bệnh nha. Tới đây con nghe hoàn cảnh của bà đó. Thấy bà thấy cũng giống đám bà của con. Là con gửi chút ít cho bà đi bác sĩ uống thuốc. Dạ, bà đám bà mạnh khỏe nha. Cảm ơn mấy chú với mấy cô. Dạ. Thương lượng với tôi cũng cảm ơn quá trời luôn. Dạ. Đây là chị Hương Phùng ở bên Mỹ lận bà, mà nghe là xuống thăm bà đó chứ không phải ở Việt Nam đâu. Chị dạ. Nói cái vụ này rồi, để phong đi thôi. Không sao đâu. Dạ dạ. Không có tiền nên không có chỉnh cái xương nó ngang ngắn lại. Thôi bà cũng cố gắng lên. Dạ. Chứ giờ chuyện nó xảy ra vậy chứ nãy giờ trong gia đình con ba má với chị Hương Phùng với chị hai cũng đã trò chuyện với bà rồi, cũng có hướng giải quyết hết rồi. Thì con cũng xin phép Mạnh Thường Quân để gửi cho bà Út chút đỉnh tiền để bà uống sữa với bà khám bệnh ha. Cảm ơn chú. Phong Nguyễn cũng xin phép là chú Nguyễn Thanh Cường ở bên Mỹ là gửi tặng cho bà là 1 triệu đồng ha. Dạ, của chú Thanh Cường. Cảm ơn Mỹ. Chú. Dạ dạ. Thì với bên cạnh đó thì Phong Nguyễn cũng xin phép anh Hai Sài Gòn là gửi tặng cho bà là 2 triệu. Cảm ơn. Còn em xin phép anh hai anh Hai Sài Gòn gửi tặng bà 2 triệu ha. Dạ cảm ơn. Dạ. Thấy cũng biết sao không, bà cô bác thấy thương quá, tuổi già mà gặp ruộng đất mà lớn rồi đâu có còn bảo quản, đâu có giữ được, chứ không có còn sức khỏe để tự bảo vệ bản thân, mà có con cái mà không có lo lắng được cũng khó nữa. Bây giờ trước nhớ mắt là nhờ cái cô cũng vừa là bà con cũng vừa là đại diện địa phương để trao đổi như thế nào, nếu mà không có cách giải quyết thì có một cái cách nào nó khác, nó cao hơn chút xíu nữa không bà cô bác. Thì để tiếp tục thì mời ba má Tâm Ngọc cũng trao cho bà ít quà ha. Dạ cảm ơn. Cảm ơn Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Cảm ơn anh Hai, cảm ơn chú Thanh Cường nha.
con vợ chồng con cũng có ít quà gửi cho bà nha. Dạ, cảm ơn. Bà mua thuốc rồi với ăn uống trong gia đình ha. Dạ. Dạ. Cảm ơn. 1 triệu, 2 triệu. À, bữa nay tiền nhiều hả bà? 3 triệu. Cảm ơn hai vợ chồng chú. Dạ. Trời ơi, tôi cảm ơn quá trời đó. Nói là ví dụ con ra ngoài đi con. Con đến thăm bà không có gì để như ba má với lại chị ông Phùng với anh hai Sài Gòn hả không? Với chú Thanh Cường đã gửi bà số tiền để bà đi khám bệnh. Dạ con có mua cho bà giỏ nước yến với lại hai bộ đồ. Dạ. Tại vì con nghĩ đồ đẹp lắm, tại vì con thấy đồ đẹp chứ con nghĩ là bà có tiền bà cũng không có dám mua. Dạ. Nên con mua hai bộ đồ biếu bà. Dạ con chúc bà. Con chúc bà được mạnh khỏe, vui vẻ. Bà đừng buồn nữa, bà hứa với con là bà niệm Phật thôi. Dạ, bà đừng nghĩ gì hết nha. Bà cảm ơn con nha. Dạ. Dạ con cảm ơn bà. Trời ơi, tôi giúp vợ tôi cũng không làm sao luôn đó. Thật dạ. Em lọc yến ra liền cho bà uống. Tôi không biết làm sao luôn đó. Có cây khui, có cây khui. Khui yến cho bà. Đây nè. Bà cố gắng lên nha. Đừng khóc nữa bà. Cái tay bà nhức dữ không bà? Bớt nhức rồi. Dạ, bớt nhức. Đây nè. Hai dê mình gỡ không biết gỡ đâu. Chiều điện tấm kim lên chết rồi với vô nước biển cho khỏe. Cái tay này nó cái tay làm vô. Bất tài. Ừ, của mình để cho mình. Chết bà già luôn. Bác sĩ cũng theo dõi. Không đủ, đủ. Bả tiểu đường đâu có dám dùng sữa không đường chị. Cái đó là còn hơn nha. Không được ăn nữa, uống ngày 3 lần cũng ngon. Nhưng mà chị ra chị mua sữa em xua không đường. Thì pha, nếu mà không ai pha thì chị mua đỡ mấy cái con lát uống liền đi cho bà tắm bỏ dài hơn đi rồi bắt đầu khỏe mình hơn. Dạ, bà uống nữa. Uống đi con. Uống đi, uống nó ngon lắm, uống nó khỏe lắm. Thành phố rồi, nó rớt nha. Không có chào chị, con chị với em nó còn già không có con cha nào cũng chị không anh cho bà nước nước rắn có nước không? Không có gì đâu kém hết rồi đó rồi gót miếng nước uống gót miếng nước uống không có nước hả? Gửi bà chai dầu để bà xích nha. Cảm ơn. À, thấy không, từ ở bên Mỹ mà đem dầu nặng nề về đây là quý bà con ở Việt Nam. Quý quá, bà quý quá. Dạ. Uống nước vô. Cái tinh thần tỉnh rồi đó. Thôi giờ đừng suy nghĩ nhiều, giờ có tiền rồi chị bệnh nè, không có đi xin nữa. Rồi ở nhà niệm Phật thôi, không có đi làm gì nữa hết á. Dạ, cẳng giò yếu rồi không có đi. Ok, dầu. Cảm ơn cô. Đây, cảm ơn mấy cô. Cô ơi. Mấy chú. Cô, bây giờ con thưa với cô vậy nè. Con nói cô có nghe rõ không? Nói gì? Con nói cô nghe rõ không? Nói gì? Dạ, bây giờ con thưa với cô vậy nè. Trước là con thưa cô sao mà chị Hương Phùng ở đây với em Thật, với mấy chị ở đây, thì cái số tiền của chị Hương Phùng với lại anh Tâm, với lại là chú Thanh Cường, anh hai Sài Gòn. Đúng không Phong? Dạ, đúng rồi. Dạ, thì trước tiên thì cũng em cũng xin chân thành cảm ơn chị và tất cả quý mạnh thường quân đã trao cái tình thương yêu cho cô ở đây. Sao nữa là em xin phép nha chị Hương. Cô ơi, con xin phép là bây giờ á, là cái số tiền này nè, cô giữ lại một tờ thôi, còn bao nhiêu là gửi cô này, để cho là cái cô này giữ cho cô, là khám bệnh cô, mua thuốc cho cô, rồi cô cần thì cô lấy. Mà con cũng thương như vậy nè, không phải là con giám sát số tiền này, nhưng mà cái tiền cô này giữ á, thì
khỏi có sợ, nhiều khi cô khi quên khi nhớ khỏi sợ mất lòng, thì chị á phải cho em một cái giống như là cuốn sổ, chị ghi đi. Ví dụ chị lấy 500 cho cô cái gì, rồi 500 cái gì, cô ghi chi tiết đó. Còn mà đi đâu thì tôi đưa tôi ghi. Dạ, ghi. Nhưng mà cô nói vậy nha, lấy tiền đi khám bệnh là có phải có phiếu thu, phiếu chi cho con nha. Chứ không phải vô, nay tôi đi khám bệnh 3 triệu là con không đồng ý, em không đồng ý vụ đó nha. Không phải tiền của em mà em không đồng ý, nhưng mà thưa với chị vậy nè, cái tiền của Quý Mạnh Thường Quân á, nói thiệt là cái tình thương bao la lớn quá đi chứ. Dạ đúng rồi đó, làm từ thiện vận động tôi biết, chứ tôi làm hậu thì tôi biết cái đâu. Không, ở đây là tụi em không có vận động nha, tiền là chính mồ hôi nước mắt của chị này là trao tặng, chứ không có vận động của ai. Chỉ từ Mỹ chị về là chỉ làm, chỉ tiện tặng là chỉ gói ghém để về chia sẻ trao yêu thương cho bà con nghèo. Chỉ đi cất nhà, chỉ làm tùm lum là cũng là đồng tiền của chị Hương không. Dạ, của vợ chồng của chị không. Dạ, dạ đúng rồi, chứ không có vận động. Để nhiều khi chị nói người ta hiểu lầm, không có vận động của ai. Cũng tiền dạ, nhưng mà nhúc nhúc cho cô bác nghèo khổ. Dạ đúng rồi, dạ. Nên mình trân trọng đó nha chị nha. Đúng rồi. Chứ đừng có nói mà hôm nay tôi đi khám bệnh 5 triệu, 3 triệu, 2 triệu là không có phiếu thu phiếu chi là em không chịu. Cái đó là phải chụp hình gửi lên cho em coi. Tại vì em ở gần đây thì có gì là mấy chị này là trao yêu thương chứ chị không có áp đặt, nhưng mà ý là em lấy hình cho mấy chú mấy cô được coi. Hình gì? Hình chụp trời ơi thấy rồi mà dạ. Dạ thưa thì em cũng nói chút xíu nữa là coi như là giống như em ở Việt Nam thì em hiểu cái đồng tiền cực khổ như thế nào, cái tình thương như thế nào, nên em hơi lưu ý đó chút xíu. Chứ còn mấy chị này chị không có vậy đâu, không có, ta bỏ trong cái mầm cực khổ quá. Nhưng mà ý là chị là rất là thoáng, chị không có vậy, nhưng mà em là cũng cùng cái tâm như chị, nên là em cũng phải là câu xài đồng tiền có ý nghĩa hơn, mình phải trân trọng hả chị nha. Dạ dạ cho bà em mừng dạ lắm. Đâu cho em, chị cho tiếp cho em được coi bao nhiêu triệu. chín triệu vậy đấy, em cho 1 triệu nữa, cho chẳng 10 triệu đi. Cho bà có cái số tiền đẹp đó, bà con thấy không, đi làm từ thiện mà cũng muốn số tiền cũng đẹp nữa, đừng có cho bà. Dạ đây con gửi thêm. Dạ, cảm ơn. Dạ, 1 triệu nữa để cho bà, cho bà đi bỏ túi để bà xài. Bây giờ bà ăn uống gì uống cái đồ không có được khỏi đâu. Hai tờ đây, đây bà đây, đây cho con này, cô gắn ra rồi đổi tiền lẻ cho bà để bà mua gì bà mua. Có không ba? Ba có tiền lẻ để đổi tiền nhỏ cho bà để bà đi chợ. Dạ không, đây con bảo cho không, cho bảo để dành cho có bà lỡ đó cái mất hết không có. Đây nè cho con đổi nhiều tờ. Nhiều tàu ra nghĩa sản. Sợ lấy lại. Nó đổ thì nhỏ mà. Đây, đổ tàu lấy 5 tàu nè. Đó. Rồi, con chúc cô sức khỏe nha. Cô khỏe nha. Đừng buồn nữa nha cô. Nha. Dạ. Rồi. Nghĩa xong. Mình về. Đây đi, thầy lo chứ có thể lo cho bà. Cô, cái tiền này là không được đòi nha, không được đòi nha, đòi không có đưa đâu á. Dặn rồi không đưa đó, để bà đi bác sĩ thôi. Như cần sữa, cần gì mua ăn rồi, sữa rồi nha. Bà thấy rồi, không có đưa đó. Chị con nói rồi đó, không đưa. Chị không cùng chị thương ghê không? Chị dặn kỹ đó là tiền để thuốc men, ăn uống giữ có sức khỏe, đi bác sĩ rồi. Đi không đa cũng phải tốn tiền, cái gì cũng phải tốn tiền hết trơn. Chị vậy là gửi 9 triệu rưỡi nha. Rồi. Cô chào mấy cô, chào mấy chú. Cô rất rất cảm ơn mấy chú của cô. Cô chào. Cô biết vì sao mà cô đền ơn mấy cô mấy chú. Bà niệm Phật là tụi con vui à, vui là khỏe là tụi con vui à. Vô đây đi. Vô mấy chương trình vậy. Thương em trai này lắm, nhỏ xíu rồi chưa vợ con gì đó, mà thấy mà con nghèo là cũng giúp rất là nhiều, đi
cũng đưa đón đồ, săn đón đồ dữ lắm. Cảm ơn con nhiều nha. Rồi hôm nay đã thăm bà như vậy, tụi con chúc bà được sức khỏe nha, cố gắng đi trị bệnh nha. Đại gia đình Tâm Ngọc cũng xin chúc tất cả các mạnh quân kênh Phong Nguyễn và Quy Phước được một năm mới được nhiều sức khỏe và vạn sự như ý. Cũng thay mặt bà cô, dạ con tới con thăm bà rồi con, con tạm biệt, con đi về, con đi về. Cảm ơn cô. Dạ, con chúc bà sức khỏe nha. Nó về cô, chứ không phải về đâu nha bà, còn đi hoàn cảnh chúc nữa. Chúc cô mà đi về khỏe nha. Dạ, dạ bà giữ sức khỏe. Dạ. Rồi, xin xin chào bà con, dạ, hẹn chào bà con. Dạ, xin cảm ơn bà con rất là nhiều.